nghe đồn đây có một nghĩa nhạc mới chứ tôi trời ơi thì ra nhạc nước của dân mạng đồn rầm lên là cái này nè. Đây là hiện tại là trước đó là cái hồ gần nước, bên kia là cái vườn cây rất mát mẻ, nhiều cây đẹp cổ thụ. Thấy thôi, không có nhiêu đây thôi, không gì hết á.